Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trợ Sắt Hải Phòng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy đánh trứng loại cầm tay. Video này mình và các bạn sẽ cùng khám phá nhanh chiếc máy đánh trứng. Và ở cuối video thì mình sẽ tặng lại miễn phí chiếc máy này cho một bạn may mắn. Mình đang có ở đây là chiếc máy đánh trứng. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Trong hộp thì chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng thì được in bằng tiếng Anh, các bạn có thể tham khảo thêm. Mình sẽ để nó qua một bên. Bên trong hộp chúng ta sẽ có hai que đánh trứng và hai que dùng để khuấy. Còn đây là chiếc máy đánh trứng. Nó được thiết kế khá là nhỏ gọn. Chiếc máy này có công suất là 180W. Và có 7 cấp tốc độ. Để sử dụng thì bạn chỉ cần lắp hai que đánh trứng vào hai cái lỗ trên thân máy như thế này là được. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn có thể thay đổi các que khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ cắm điện vào để thử cho các bạn xem. Các bạn có thể điều chỉnh tốc độ thông qua chiếc công tắc ở phía trên phần tay cầm. Ok, và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra để chúng ta có thể khám phá được cấu tạo bên trong của nó. Chiếc máy này thì có 3 con ốc thì bạn sẽ tháo nó ra. Thì đây là toàn bộ cấu tạo bên trong của chiếc máy đánh trứng này. Bộ phận quan trọng nhất đó là một chiếc motor điện. Phần trục của động cơ thì sẽ được nối với một hộp bánh răng chia ra hai đầu để làm quay cho phần que đánh trứng. Cấu tạo thì cũng khá là đơn giản. Và bây giờ thì mình sẽ lắp lại như lúc ban đầu. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc máy đánh trứng khá là nhỏ gọn và tiện dụng, và mình sẽ tặng lại cho các bạn chiếc máy đánh trứng này. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại trong phần comment của video này. Bên mình sẽ chọn một comment ngẫu nhiên và sẽ liên lạc để gửi máy cho các bạn. Còn nếu các bạn muốn tham khảo hay là muốn đặt hàng để mua sản phẩm thì bạn có thể xem trong link mình đặt trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.